này nhá. Thảo quả anh. Thảo quả à? Mình lấy ở trên nương về à? Nương thảo quả nhà mình ở đâu? Ở rừng cao xa kìa. Thảo quả tươi à? Đi khó quá nhờ. Ôi, bà con chở thảo quả về. Đường đi quá khó khăn. Đây này, đây là toàn thảo quả. Khu vực này vừa xảy ra trận lũ quét, lũ ống này. Tất cả băng truyền bị rơi hết xuống đây. Băng tải, băng truyền. Ô. Ôi trời ơi. Khỏe quá. Xe vất vả quá. Toàn thảo quả. Toàn xe win chở thôi. Đoàn xe chở thu hoạch thảo quả ở trên nương về. Đi qua chỗ khu vực này rất khó khăn. Cố lên! Ga mạnh vào! Phải có người đủn không lên được đâu. Lên lên, khỏe lên. Ôi đổ rồi, đổ rồi. Không lên được, nặng quá. Dốc.
cố lên anh ơi. Trời ơi, cố gắng.